đặc kỳ. Chị Linh có lấy không? Đây. À. Không biết là thấy tay không? Tuổi thơ dữ dội đấy. Tuổi thơ dữ dội đây. Cái trước mà chị lấy là một nhập là. Ừ, thế thì chị bảo sao? Bà lại làm cho 20.000 cái à? 10.000. Anh ơi 10.000 thôi. Không nào rồi bao nhiêu? Đó là chị đưa hôm nay mua ở biển cũng 1.000 nhưng mà là hai miếng sắp vào nhau này mà. Ép vào nhau gì? Các cháu ăn cái gì là vị quốc kê chứ? Chẳng ít đường thôi ạ. Thật cháu cảm ơn nhé. Vâng, anh ấy không mời ra. Anh hỏi được.